Thời thượng, thanh lịch và hiện đại là những tính từ thường được khán giả dùng để khen ngợi về gu thẩm mỹ đỉnh cao của Park Hyung. Chỉ với những thiết kế đơn giản mà hầu hết chị em đều có trong tủ đồ như áo sơ mi, chân váy, áo vest, xuôi cho đến những mẫu quần tây lưng cao, chân váy cạp cao đã được nữ diễn viên mix and match một cách rất hợp lý. Từ thư ký Kim sao thế, bí mật nàng fangirl cho tới dự báo tình yêu và thời tiết, phong cách thời trang của cô nàng Park Min Young luôn khiến hội chị em phát cuồng bởi sự thanh lịch, trẻ trung cùng tính ứng dụng cao. Hãy cùng Ten Asia chúng mình học cách phối đồ công sở qua những bộ trang phục chuẩn chỉnh của cô nàng mỹ nhân này nhé! Một, sơ mi, sự kết hợp đơn giản mà thanh lịch. Áo sơ mi chính là item được Park Min Young diện với tần suất nhiều nhất nhì trong các bộ phim cô nàng đã tham gia. Khi mặc áo sơ mi, cô luôn thả hở cúc trên để cho thấy phần cổ thon, thể hiện nét phóng khoáng thay vì cài kín. Tham khảo những cách mặc sơ mi sau đây của Park Min Young, nàng công sở sẽ không bao giờ lo cạn ý tưởng. Áo sơ mi kẻ mang đến làn gió mới cho phong cách công sở, cứ mặc lên là trẻ trung, thanh lịch. Và bởi áo sơ mi kẻ đã khá nổi bật, chị em chỉ cần kết hợp item này với quần âu trơn màu basic là ổn. Áo sơ mi trắng và quần đen là một trong những cách kết hợp cơ bản nhất. Park Min Young đã cách điệu khi diện một chiếc quần âu có đường ly giữa, ống loe nhẹ để tăng thêm vẻ nữ tính. Chị em sẽ không lo dư nếu kết hợp quần âu sáng màu, ví dụ như màu trắng, nâu hoặc be nhạt như Park Min Young sẽ mang đến sự tươi trẻ, tinh tế cho người diện mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Khi diện quần âu, Park Min Young không bao giờ quên sơ vin để hack dáng tối ưu. Dáng quần kéo dài chân vi diệu nhất trong tất cả kiểu quần cạp cao mà Park Min Young từng mặc chính là quần ống loe có đường ly dọc thân, giúp chân dài miên man, thon gọn đến khó tin. Sơ vin gọn gàng nữa thì đúng là đỉnh cao hack dáng. Áo sơ mi cách điệu kết hợp chân váy bút chì cạp cao sáng màu hay pastel vừa giúp vóc dáng thon gọn, mảnh mai, vừa khéo léo, hack chân dài cũng là một trong những item sở trường của cô nàng này. Để vẻ ngoài trẻ trung và nhã nhặn hơn, đừng quên sắm cho mình những chiếc áo blue tông màu pastel với ống tay rộng, béo nhún hay cổ thắt nơ để vừa giữ được sự nghiêm chỉnh nơi công sở nhưng lại không quá cứng nhắc mà vô cùng trang nhã. Cũng là chân váy nhưng cô nàng này đã không còn đóng khung trong thiết kế chân váy zip nữa mà đa dạng với cả chân váy midi, chân váy rộng hơn, size chấm bắp chân, đậm chất vintage. 2. Blazer, item không thể thiếu khi trời trở gió. Áo blazer luôn là item không thể thiếu trong tủ đồ của các nàng khi đông về, và nữ diễn viên họ Park cũng tích cực lăng xê item này. Blazer trơn, blazer kẻ kết hợp với quần tây hay là kaki tạo sự trẻ trung. Không nhất thiết phải diện áo sơ mi quanh năm suốt tháng khi tới công sở, các chị em hãy thử đổi mới phong cách với áo len tăm cổ bẻ rồi kết hợp với blazer, vẻ ngoài sẽ có được sự trẻ trung. Những năm gần đây, crop blazer nổi lên như hiện tượng và Park Min Young cũng không bỏ quên xu hướng này. Một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen là sự lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện vẻ ngoài. Với những bộ xuôi, quần dài mang tông màu lạnh, chị em layer bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng thì vẻ ngoài sẽ có được sự thanh lịch, tinh tế. Dù diện bộ đồ mang tông màu nâu, đen, Park Min Young cũng chẳng giữ đi chút nào, thay vào đó, nữ diễn viên ghi điểm ở sự nữ tính, trưởng thành. 3. Phụ kiện và kiểu tóc, những item nhỏ mà có võ. Sự đơn giản không chỉ được cô thể hiện qua trang phục và phụ kiện mà còn ở kiểu tóc. Đây cũng là một chiêu mà nàng công sở cần học ngay từ Park Min Young. Cô luôn buộc gọn tóc thanh lịch lại vừa khéo léo hách dáng cao gầy cho mình. So với tóc để xóa hay buộc nửa đầu thì tóc buộc cao hay búi gọn gàng giúp cô nàng khoe được phần cổ cao cùng bờ vai mảnh mai của mình. Giày cao gót là vũ khí không thể tách rời của phái nữ ở nơi công sở. Tông màu be hay đen tối giản kết hợp cùng túi rách đeo vai size nhỏ tông màu đậm và phong dáng tối giản. Cô kết hợp cùng nhiều loại phụ kiện làm điểm nhấn như đồng hồ, bông tai, túi sách cũng đều là bàn nhỏ để có thể kết hợp với nhiều loại trang phục mà vẫn tôn lên nét trẻ trung, nhã nhặn. Việc chọn những chiếc túi sách bản to đựng được nhiều đồ cũng là yếu tố khiến cách phối đồ công sở của Park Min Young được đánh giá cao. Không xây dựng hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng nên Park Min Young không chọn quá nhiều đồ đắt tiền. Tủ trang phục của cô chủ yếu đến từ những thương hiệu trong nước với giá trung bình khoảng 3-10 triệu đồng. Trên đây là những tổng hợp của chúng mình về những cách phối đồ cực đỉnh mà cũng không kém phần đơn giản của cô nàng Park Min Young này. Các tennis chúng mình chú ý đón xem nhé. Và cũng đừng quên like, share clip này và subscribe kênh YouTube của Ten Asia nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!